You see me calling, xin em không nhấc máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi từ đây. You see me calling, xin em không nhấc máy. Em nói là không muốn gặp anh nữa, chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hức ăn chưa, nếu rồi thì đã nhớ anh chưa. Em biết anh là thế mà đã thế, em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc làm chết. Anh biết anh như cục ghen trong mắt, bởi vì em chỉ không biết.